đi đâu hôm nay? Hôm nay rằm, mua ít đồ về cúng. Chết mất xác. Làm con này tốn bao tiền vàng mã 5 năm rồi. Khốn nạn. Mày ông mày bắt mày tận tay dây tận mặt mày nhá. Anh sẽ đưa em đến chỗ lãng mạn. Đâu? Đây. Đấy. Gì vậy? Ôi, luật hoa quả không trừ một ai cả. Đấy, nhục nhã chị nhờ. Này, mày bóng gió gì ai đấy con kia? Tao nói mây, nói trời, chứ tao nói chó gì ai. Con nào có tật con thì giật mình đúng không chị? Hai cô thì vui thật ý. Cái chợ này mà không có hai cô, buồn chết đi được ý. Trời ơi, cứ làm như là cao giá lắm ý. Ở cái chợ này này, ai chẳng biết chuyện của nó. Thôi, tôi đùa vậy thôi. Chứ bạn hàng với nhau, ai thế? Bạn á? Chị nhìn cái mặt em đây này, nó đánh em như thế này. Rồi chị nhìn sang cái mặt nó xem nó kênh kiệu được với ai. Trời ơi. Thôi, cô cho tôi xin tiền đi, nhanh. Đấy, cũng là vì tiền mà giả nghèo, giả khổ, giả nai, giả tơ. Suốt ngày đi nói với thiên hạ, nào là chồng chết sớm này, nào là một mình nuôi mẹ chồng này, để cho thiên hạ người ta đồng cảm, người ta thương. Rồi để cho cái đám đàn ông nó cứ lê ta lê te như là đám gà trống đi săn một con gà mái ấy. Săn sói gì ở dói mãi rụng hết cả lông, bây giờ trụi như con gà này chị này. Hai bác ấy còn có nhà mà về, chứ tôi mấy bà bây giờ biết đi đâu bà nhỉ? Tôi bây giờ chỉ có tích góp, lo cho xong cái nhà. Còn mọi thứ đến đâu hay đến đấy. Thôi, cháu biết cái nhà của bà rồi. Bà bây giờ đừng có kì kì cóp cóp nữa. Có bao nhiêu tiền thì ăn đi, tẩm bổ vào sức khỏe đi. Đúng đấy. Chứ bà, người dương mà lúc nào thích nói chuyện âm đấy. Cái thằng này. Thôi, đáng vui. Tự nhiên cứ nào, uống cái nào. Thôi. Chúc sức khỏe nhá. Chúc sức khỏe nhá. Thôi, bà Tình ơi, uống một cốc đi. Bố uống. Bà lại ngóng nó nữa chứ gì. Nó biết bà có mặt ở đây, nó tránh mặt đấy. Thật đấy, sáng nay nó mang tô cháo qua đây, bà tì tũng bà nấu cho nó một bát cháo ngon như thế. Nó mang qua tí nữa thì nó ném đi. Thế à? Cháu tiếc của, cháu cố ăn. Cháu ăn hết luôn, nó căng bụng ạ. Ngóng gì? Bà này, con thì nó đã về. Cháu thì đã có. Bà vững vận ở đây làm gì? Bà ơi, ông nhà em nói đúng đấy. Bà ơi, hay cứ thế đi, thế cho nó nhẹ lòng. Bà lại lo cho chị Luyến như gì? Bà yên tâm, chị Luyến á, hở ra cái á, đẩy dài nó chăm sóc. Con mình sống nương tựa vào nhau, con thấy thế là đủ rồi, chả cần gì cả. Con dở cái thói ống nẹo rồi, nhờ anh này rồi nhờ anh nọ, lườn khườn quen cái thói. Đúng là luyến lườn, giọng thay đổi còn nhanh hơn thời tiết nữa. 5 năm mẹ con mình bóp mồm bóp miệng, con gom đủ tiền trả nợ rồi. Mất rồi, bà mất cái gì? Chỉ vàng ngày hôm qua mẹ mua. Anh ngồi ngoài kia khoe mà, không lấy gì ai đấy. Tao sai vì tao làm cừu vạn. Được chưa? Được chưa hả? Loanh quanh luật quẩn, biết bao giờ ngóc đầu. Bố lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Mẹ con bà đúng là hết nước chấm. Nghe anh nói đi. Anh em 47 là nhà, dẫu không một mẹ vẫn là anh em nhá.